Xin chào anh Nguyễn Phú Hội ở Phú Yên và xin chào các bạn. Hôm nay anh Hội có đặt hàng với mình là một bộ micro không dây UHF màu vàng gold, một mic sử dụng pin 18650. Thì khi anh nhận được hàng sẽ bao gồm là một mic UHF màu vàng gold sử dụng một pin 18650 như thế này và kèm theo đó là một mạch Bluetooth. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shein và Shopee đặt hàng. Sau mình có tên là Linh Kiện 789, hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống dưới phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới được nhé. Ok, thì trên mạch mic của chúng ta sẽ bên ngoài sẽ được làm bằng chất liệu bằng kim loại nhé. Ở bên trong chúng ta sẽ sử dụng là một cục pin 3.7V 18650. Ok, bây giờ sẽ cấp pin vào để test sản phẩm anh nhé. Thì khi chúng ta cấp vào thì nó sẽ có một cái màn hình nhỏ này hiển thị tất cả các thông số như là lưu lượng pin này, sử dụng tần số là 648.5MHz này. Ok, bây giờ em sẽ cấp mạch Bluetooth này vào một mạch công suất để test sản phẩm anh nhé. Thì sau khi chúng ta cấp vào thì ở đây nó sẽ hiện lên một bóng đèn LED màu đỏ để thể hiện là mạch đã hoạt động, và một bóng LED màu xanh thể hiện là đã xác nhận là từ tần số chung một tần số với mic rồi. Đây. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Thì chúng ta nếu muốn sửa thay đổi cái tần số trên đây trùng với tần số trên đây, chúng ta sẽ có một cái nút set nằm ở phía dưới cái chỗ tháo ra như thế này. Thì hiện tại đang là 648.5MHz, chúng ta cần ấn nút set cái đó, nó sẽ nhấp nháy và là 649.5MHz. Thì tương tự thì ở đây nó sẽ có một cái bóng đèn màu LED màu xanh trời thì nó sẽ nhấp nháy theo để biểu thị rằng là đã xác nhận được cái sự thay đổi của tần số rồi. Đây anh chờ xem. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đấy. Ok, như vậy là máy mic của anh hoạt động rất là tốt anh nhé. Bây giờ em sẽ đánh dấu tín hiệu để gửi hàng cho anh. Thì do là cái mạch mic này thì bên em đã có video test trước rồi, cho nên là em sẽ có cái... Đây. Đây là ký hiệu sản phẩm của anh. Ok. Và rất cảm ơn anh Nguyễn Phú Hội ở Phú Yên đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.